Chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Thì mấy cháu mình đang có mặt tại Vàng Mã. Vàng Mã Đông thuộc của xã Long Bình cô chú anh chị. Thì ngay chỗ này nè, ngay cái đợt hổm mà mình quay cái khúc sau lột cái da con hổ sáp, mấy cháu mình không có đào quá. Tính lạc bẫy nhưng mà thấy sao môi ra thấy dấu cũ quá lại không có đặt. Bữa nay ông anh chủ mộ bên đó đó, ổng điện lên ông nói cái da còn không sáp lột nữa. Ủa nằm đâu ta, đâu đằng kia luôn hả? Đằng đây hả? Sơn như thọc điền trước à, lại có người da đắng bựng của chú anh chị. Chú bảy xách cái dao chú bảy ơi, mỏm đặt là được rồi thấy không? Mình bữa mình môi la thấy dấu cũ quá là không có đặt. Thì mấy cháu mình ghé đây coi cái coi, bắt đầu đặt cái bẫy này rồi mấy đứa cháu mình đi lên thị trấn Vĩnh Bình, cũng của gọn tay nhưng mà ở trên thị trấn Vĩnh Bình á. Gì đó, cơ con rắn nó bự kìa. Bự con hổm luôn. Ở đây ra lọt nè. Thì đó nó trong trong hổm mình nè, gà này dính nó luôn. Hết gà con rắn. Ôi cái da con rắn nè cô chú anh chị ơi. Nè cái da nè nó bự nè. Giờ có 2 mét rồi mọi ơi. Ngọt tới đây luôn nè. Ôi giời. Cái da bự hổm á là nó nhỏ hơn cái da này nhiều. Nhỏ hơn nhiều, da này phải bự nè. Da này hết tối luôn á. Gì đó, coi. Mỏ mình gà là dính luôn hả ta? Mỏ mình gà là dính rồi. Dính rồi. Rồi nó dính đất đây luôn. Nó mới mà, mới. Mới lột đây mà, mới lột. Con này con khác lột á. Bữa nay nè. Không, mới lột luôn nè. Con này cả ký rưỡi ông mời. Hơn. Hơn. Cả ký rưỡi có hơn á. Mày đo thử cho nó dài bao nhiêu? Ừ. Mày một mét mấy, mét 7 không? Mét 7. Mét 7. Mét 7 con này 2 mét. 2 mét. Được. 2 mét. Rồi. Nó đằng đây nó lột la nè, không biết nó nằm cái hang nào nè. Bò hổm mình môi la không được nè, mình lắp lại lắm cô chú anh chị. Thấy dấu cũ á. Ở đâu hang nào? Đâu chú bụi? Cái nào? Đâu? Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Nè nè, trong đây ra lọt nè. Nè. Rồi đây ra chứ đâu. Đây nè. Dấu bò bốn lưỡng luôn kìa. Rồi sao? Phan. Nó về đây nằm hả? Ở trong cái mã nó ra lọt luôn á. Đây nè, bây giờ kiếm chỗ thế thần đi mình đặt bẫy đi. Nè nè nè, ủa ngày này lên. Không được. Phan, để coi đi. Để nghiên cứu đặt cái bẫy này cô chú anh chị ơi. Qua wow, trời cái gian hổ sáp luôn. Rồi mấy chú cháu mình mới đặt xong mấy cái bẫy nha cô chú anh chị. Đằng đó cái nó cho nguyên khu này là bây giờ ba cái bẫy giếng rồi đó. Hồi nãy chú Bảy đi lên, chú Bảy nó dưới đây có một cái da lột nữa. Ở đây bây giờ hình như là rắn hổ nhiều dữ lắm rồi nè. Quá chừng luôn. Bảy luôn. Trời ơi. Ôi ơi. Da sáp con đã lột nè ông ơi. Nè, da lột bấy luôn nữa không? Nguyên hổ luôn. Nè, da bự nè. Da bự nữa coi. Trời ơi. Ở đây rắn bây giờ khủng khiếp là cô chú anh chị ơi. Bày rắn con ra luôn. Rắn này chắc mới ra rồi. Rồi giờ mình sẽ lột đầu tiên luôn á. Mới nở luôn, rắn con giờ đầy luôn. Có hang đâu. Da nhỏ da này 8-9 lạng. Da cũ nữa nè. Đó coi. Cũ nữa nè, thấy không? Rồi. Đây còn nặng dưới đít không. À coi, lúc nó lột rồi tới đó. Rồi nó lột đâu 3-4 lần da rồi. Đây luôn. Đây nè, lần này cũ trước rồi nè. Không có cái này 2 con chứ không phải 1 con. Cái này dạng cầm nè.
cái cọng cái lợp tùm lum đó à. Thấy không? Vậy là sao? Hồi hơi giao sát bờ lọt về cô chú anh chị. Con này là lọt sau nè, con này lọt trước nè. Không, lọt 3 lần lận. Lọt tới 3 lần. Quá trời quá đất. Già gì. Lại rắn con á lọt gì nùi 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 đằng đó đó, thấy không? Nó nằm trong đây thì mấy cháu mình không có làm gì được hết, chỉ có đặt bẫy thôi chứ không có đào được gì đâu cô chú anh chị ơi. Rắn con nè cô chú anh chị, nè 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 đó, rắn con nè, thấy chưa nè, thấy chưa? Đúng rồi, thấy ớn chưa? Rồi rồi nè, ban ngày ra ngoài nè, thấy chưa? Ban ngày mà đi ngoài nè. Ở đâu rồi chú Bảy, đâu mà lại vậy? Dòm ở dưới này nó thấy nó bò nè. Ôi trời ơi nè cô chú anh chị. Chỗ cái hang biết có đông hang chui ra không rồi. Để không ơi. Ủa không rồi. Cái này trắng có độc chứ bộ. Ừ, có độc rồi. Này chắc nó lột lần lần rồi. Thì nó lột lạ lột đó. Dễ luôn rồi. Ôi giời thôi. Nó bò chú Bảy, bò lại chú Bảy cơ. Cơ, đi nè. Bắt lại không đi. Đâu rồi? Nó đuôi đó. Nó không biết đầu đâu. Cái đầu đằng kia. Cây ngay nhỏ thôi. Nguy hiểm vậy. Đây nè. Từ từ. À. Chừng cái đầu đó nha. Trời ơi. Mới nở mới là lột lần đầu tiên luôn. Đã dòm thấy da nó lột mấy đó. Con rắn là đẹp ngầu đi. Rắn con nè. Rồi nó có da dân ở trên cái lưng nó kìa. Ừ nè. Sợ nhỏ nhỏ vậy nè, đi cắt cỏ cắt đồ nè. Ghê chưa. Buông cho bạch, buông. Ôi nhớ nè cô chú anh chị. Cái mang đó nè. Rành không? Mặt trăng rành rành luôn. Con rắn này đẹp đó. Mặt trăng thì trồng do này rành không? Giật đầu nó chết luôn chứ để làm cái gì? Mày để mày làm cái gì? Mua lớn cho ăn con này kia. Không tiện mày giống thằng nuôi lớn rồi, không rắn hổ đem nó đổ nhà hui. Trời dục đập nó chết chứ chui vô hang mà giống thằng chui vô hang rồi đó. Có mười mấy con chứ không phải một con này đâu. Để cho chú Mười, để cho chú Mười coi đi đây. Chậm tay luôn nè cô chú chị. Đè kiếm cái nạn nè, kiếm nạn đè đó cho phục phù ăn chú Bảy. Trời ơi thấy chưa? Nó nhỏ mà nó có vỏ đó. Nhận đâu? Tao quay. Nghe chưa? Cha mẹ nó lột tựa lưa luôn nè. Ôi, ghê không? Khịt chứ ổ. Lắm. Xe bánh ghẹo người ghẹo cho phải, ghẹo ghẹo cho xe bánh chú mày. Con hả? Đụng cái chắc bên nó cắn lên. Đánh con. Ôi, nó nãy giờ nó nở trong cái lùm này nó chui ra nè. Hiểu không mày? Nãy giờ con chột chột đây nữa chứ. Da nó lột cái đống cái liền nè, da nó nè. Còn nữa mấy con. Nó giữ thiệt. Cỡ này là cô chú anh chị nghĩ nó nở ra là năm sau bự, nó bự rồi lên cỡ nào nữa. Cỡ này cạp mình cũng cái cũng đi ra đó. Có nọc nhưng mà nó không có đủ để nó nhỏ. Con này phang phang xuống tới lưng hết thân luôn. Đó. Phang xuống là hơn nửa lưng luôn. Vui đi. Rắn mẹ mày đâu? Rắn ăn không? Trước sau thì tao cũng bắt được mẹ mày hả? Từ từ đi. Rồi, để bắt lại cô chú anh chị chút để cho chú Mười xem này. Mẹ đó nè. Mẹ nó lọt da nè. Đây nè. Đó. Đó. Da của mẹ mày nè. Tay thọc. Cha mẹ mày nè. Đâu ảnh hủi hủi chắc ảnh chưa chua vô được quá. Ảnh mới chua ra quá. Đây chưa mày. Có chừng 2-3 lớp trứng luôn á. Không. Có nành chưa? Có rồi chứ. Có xong có. Ê quên á, giặt nành cho coi nha. Có, cái này có. Chú Bảy luồn luồn đâu dưới nó bò lên đó. Nó
thấy nó bò lên ngay chỗ này. Ừ. Vừa phớt ngang qua cái tôi biết sát liền. Còn vậy cho chắc. Nè nanh nè. Nè. Thấy chưa? Lú ra nè. Lú ra đó. Tại vì máy mình quay chắc không thấy rõ cô chú anh chị, tại nó nhỏ quá nhỏ. Nhỏ quá nhỏ. Nhỏ quá nhỏ. Chưa có thể. Nè 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 nè. Có độc mà không thấy mày. Cỡ này cắn lũng tay á. Đúng không mày? Cỡ này nó cắn lũng tay rồi nè. Mày đừng có chủ quan với mấy con rắn nhỏ này, không có được đâu. Chưa hư. Đâu chúng rồi. Anh này dưới đây bò lên. Để con nãy đi dập 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 dập. Rồi, xử đi. Đập nó đi. Rồi. Đập nó chết đi chú ơi. Về kiếm bẫy, đi lên đặt nó tiếp chứ đâu có đào được đâu. Đào có hang hay vậy? Cái hang gì hoài. Nhỏ mà nó phang thấy ghê của chú anh chị. Ghê thiệt, ghê. Nhỏ ngón tay mình. Phang trên đầu nè, mặt trăng nè. Thấy mình muốn sợ rồi. Mặt trăng rành rành luôn mà thấy không? Ôi. Con đập nát cái đầu rồi. Mà còn sống luôn mới ghê chứ. Ok. Một khoang nè. Hai khoang. Ba khoang, bốn khoang, năm khoang, sáu khoang. Sáu khoang. Sáu khoang ở dưới đây. Như đây một khoang, hai khoang, ba khoang nữa, chín khoang. Con rắn chín khoang luôn. Ghê không? Tên 6 dưới 3 9. Nhỏ mà khoang rảnh. Ừ. Đi. Hôm nay mấy cháu mình lên đây chủ yếu đặt bẫy. Với đặt bẫy à. Tại chú bẫy thấy cái này xuống đây mới thấy bắt được con rắn con của chú anh chị. Con đâu hoài nó bò đi á. Chủ yếu lên chỉ đặt bẫy thôi, chỉ thăm mấy cái bẫy. Không ngờ bắt được rắn con luôn. Kệ nó, có clip quay cho cô chú anh chị xem. Mình mình tính đi lên lên thị trấn Vĩnh Bình nhưng mà trưa rồi. Quá trưa nắng, còn đây nãy giờ tiếng mấy đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ. Nhìn tỏa nắng quá, nắng cũng đi kiếm không nổi cô chú anh chị ơi. Chúng mồi nó mất tiêu không đi quần nãy giờ, không biết có gì không đây. Thế rồi. Giờ về mấy chú cháu mình kiếm chuột đang lên dí mấy cái này nữa. Dạ, có dấu không? Rồi cô chú anh chị ra. Có đi đêm á, đi đồng rồi á. Nhớ mang đồ ổn vô. Cái con này cỡ chừng tháng nữa là bự muốn bằng ngón tay cái mình đó. Cỡ đó là nó cắn mình nọc rồi có thể giết được mình rồi đó. Còn cỡ này chưa đâu. Cỡ này còn hà nàm chưa đâu. Nhưng mà phát hiện cái hàng có dấu. Hàng một xíu. Cười. Cái hàng. Có dấu. Lụm con nữa ai. Trồng luôn hả chú mày. Ta đi chắc cỏ ta đập chết dục lên nữa. Nè. Xương rắn con cô chú anh chị. Ta đi chắc cỏ ta đập chết còn nguyên bộ xương luôn. Xương rắn gì? Hổ sáp luôn hả? Hổ sáp luôn á chứ rắn gì. Đợt cười gì vậy trời. Con này dữ thiệt chứ. Sát bên mình luôn, mình mới phát hiện luôn cô chú anh chị. Ai thấy mồ mã gì mình đâu có chém vô đâu. Mấy cái này là không phải cái mộ. Cái này là cái đất cù cao á. Người ta đắp đắp, ta vét cái mương rồi nè. Vét cái mương rồi, người ta dục lên á.
đâu hả? Đợt rồi à, cái đường đi như vậy thôi mà con không thấy nữa nè. Con đi ấy đâu biết à, con lại bự không nhận ghê chưa, ghê thiệt ghê. Chú mồi đang dòm vô cái đường tôi biết liền luôn. Chú mồi đang đào dưới kia này là ẩu lắng. Chú mồi đang nằm mấy dưới này, chú quẩy chỉ cái quần rắn nó quần. Rồi nó quẩn rồi, cái này nó quẩn nó xiết chuột nó ăn chắc luôn nè. Nè nhẹp như viên nhẹp xuống nè. Cái tro này nhìn dễ biết lắm. Quá trời quá đất. Dấu đắng đi gì mà ở đây hình như hổm lại mình lên là ở đây là nãy con điếm lộn, hình như là ba cái da hả chú Bảy? Ba cái, tên kia hai cái, năm cái, sáu cái, bảy cái da rắn hổ sáp rồi đó. Ơi dạ ôi ôi con sáp nè cô chú anh chị ơi. Đây 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 đây, đây. Trời ơi sao này bự lắm á. Cái móc bỏ đẳng rồi đất gì nè, con sáp đâu bự nè. Ơi bự ra chà bá lửa luôn cô chú anh chị ơi. À lại lấy cái móc đó. Ê ê ê ê ơi rồi sao dạ chân ơi nó chú bự cầm cái gì năm đuôi rồi. Ê nó đồn đó vòng qua đây nè bà ơi. Bà treo mé góc á. Thôi giờ nó đổ lên đây không thấy nó luôn trời ơi. Bỏ cho ra luôn sao được hả? Chứ nó ở nè nè bà bảy vòng qua cái hướng mấy đó đi. Rồi rồi nè nè bà đi vòng qua mấy này nè. Rồi 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 buông đi buông đi buông buông xuống xuống à. Không kỳ vậy đâu rồi ra đó. Trời ơi em mới vô cái lòng trời đó. Trời ơi ơi đã bà thọt cái móc nha, cái này để nó móc cái lưng nó ra. Quay cho cô chú anh chị xem gì đâu, lại chạy đâu thoát mình nữa. Phải xe giật ngay cái phản trống, thọt cái cây móc ngay giữa mình nó cứ mắc nghỉ ra hoài luôn. Bận nè. Còn canh ngay giữa lưng đi. Rồi, thọt cái móc trước. Đây được không, kia thọt ngay cái gốc kẻ giữa. Nãy chú Bảy để cho nó bò ra luôn không chịu đâu. Nó ra nữa à. Đó, cửa con rắn này nó bự kìa. Bà móc ngay giữa, bà canh ngay giữa bà móc ra. Cả ký rưỡi rồi. Cả ký rưỡi luôn á. Cho nó ra bà gõ luôn cả. Trời ơi. Đây nè, đây nè, đây nè, chú ấy, chú này, chú ấy. Trời ơi, bà cắn. Ôi ôi. Con rắn này không một to một ký rưỡi mới lạ đó. Nó ngáo đi kiếm đường nó tốn không à. Ra đây nó hết hồn à. Ê. Ủa. Ủa. Nhà nó bự nè. Mày nè. Con này cái rửa khỏe luôn á, cái rửa khỏe luôn á, anh chúng nói hả? Trốn con rắn của chú anh chị, chú mày ăn nè. Chụp hình nó nữa, hình nó nữa. Đó á. Chụp hình nó hả Thục? Vui. Quá trời quá đất con rắn luôn. Nè. Mình lộn nó đi. Nè. Thục quay đầu đi, mình quay cái đầu sau. Ở đây còn mấy con về lận chứ không phải một con đâu. Đây nè cô chú anh chị nó bự ra. Ngay cái chỗ cái hang này là có mấy cái bộ xương rắn con nữa. Thôi, con rắn không? Thôi, thôi xử luôn đi chú Bảy. Đây con cầm này nè. Con cầm này xử luôn đi. Mày hả bưởi? Quá wow, trời con rắn cô chú anh chị ơi. Hết nối con rắn rồi. Hết nối con rắn luôn Thục ơi. Dưới một ký rưỡi. Ui nó bự kìa. Con này là phải một ký rưỡi. Ui nè cô chú anh chị, cái tay mình mời cầm vậy nè anh cô chú anh chị nghĩ nó bự cỡ nào.
con này nó sắp lột nữa nè. Cũ quắc nè. Da nó cũ cũ da nè. Coi. Nó đạn hồi luôn. Nó cái xẹp luôn. Rồi. Đây, đây, ở đây, bỏ tiếp đi. Không rắn. Chú Mạnh, chú Bảy đang đậu ở đây. Chú Mượn la lên. Đây nè, nè, cái ba lô con mối này nè. Chú Mượn la lên một cái. Bỏ móc cả, không biết được đường đâu kiếm nữa. Vô. Ok, này con. Đó rồi. Gì vậy? Bắt cặp vậy. Trời. Nguyên con rắn đực luôn. Này rắn đực. Mày ơi. Cái đuôi. Cột đi con lấy cái cần. Rồi con lại con quay ở dưới nó tổ lên chứ đâu có thấy đâu. Ở dưới nó tổ lên không hay luôn. À ở đây mà năm tới nữa biết. Năm tới nữa rắn cho mà thấy. Rắn con nó tấn lên không lư nữa thôi. Cái rưỡi khỏe. Khỏe à. Đây nè. Gì vậy? Phan cho mày. Mày ơi. Cho nó một cái rưỡi á, học khi nào dưới cái rưỡi á. Ôi rưỡi nặng thế. 1,6 kg 30 g, tự cho 130 g, còn 1,5 kg đúng luôn. Quá xuất sắc. Ký rưỡi chú mời. Ký rưỡi. Rưỡi tới lên. Ôi. Chỗ nó không thấy luôn á. Rồi nó tẩu lên cái lỗ nè. Rồi công nghệ hả? Con. 1,5 kg đúng luôn. À, thấy đó, nó tẩu lên nào không thấy luôn đó. Để cái lắp lại cô chú anh chị ơi. Quá xuất sắc chú người ơi. Quá hên luôn. Ê quên hả? Bắt con rắn con, rắn con nằm ngay chỗ cái mộ màu hồng đó chú mày. Bắt chuyện dục cho mình rượu luôn coi. Để dục à. Hả? Để dục vô mất công dục nó hoài xương cổ không? Thì mấy cháu mình hên quá. Quần kiếm được con rắn con này cũng đực. Cái con này cái mặt răng giống y như con mới bắt luôn nè. Chính cái khoan. Chính cái khoan. Ý là phan nó xuống tới nửa lưng nè. Tới đây nè, nãy con đếm là 1, 2, 3, 4 à, nè, 1, con 2, 3, 4 nè, 5 nè, 5 không tính này, này là 1 nè, 5 là 6 nè. Ở dưới đây 3 nữa là 9 nè, ghê không? Bây giờ mấy chú cháu mình quần mới có nửa khu này thôi là bắt được con hổ sáp 1,5 kg nha cô chú anh chị, viên rắn con. Cái bầy này tệ lắm, khoảng 15 con rồi đó. Viên rắn con này thì giờ hẹn cô chú anh chị ngày mai đi. Ngày mai mấy chú cháu mình đi lên đây thăm mấy cái bẫy. Thăm mấy cái bẫy, 5-6 cái bẫy lần. Bữa nay mình tăng cường thêm mấy cái nữa lần. Thì mình coi có dính được con rắn nào mé bên đó không cô chú anh chị. Mé bên đó đó. Còn mé bên đây riêng nữa. Bên đây ngay chỗ này nè, chưa đặt. Ở đây là mai mấy chú cháu mình kiếm bẫy lên. Ở kiếm chuột đem đặt tiếp. Còn phải bắt mấy con rắn này cho bằng được mới được. Đó, mình đặt nè. Đặt mé nào ta? Đâu ta? Ủa mé nào? Đây chứ. Ở đây ha, đằng kia. Đằng kia. Trong đây nữa nè. Rồi. Giờ chắc mình cũng xin phép kết thúc clip nãy đây. Hẹn cô chú anh chị clip ngày mai đi thăm rắn nha cô chú anh chị. Rồi chào anh em đi, kết thúc chú Bảy chú 10 thôi ơi. Chào anh em luôn. Rồi, chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Hẹn cô chú anh chị ngày mai mình đi thăm bẫy rắn tiếp. Dạ. Quậy kéo màn chú mày. Nhỏ. Kéo màn. Nhỏ quá rồi ra. Ra luôn á.
chán mang đáng nhỏ nè, cũng mang bự muốn tay trái luôn á. Anh chưa khát nước quá, đi sớm giờ khát nước quá mấy cháu mình ghé uống nước mía coi chú anh chị, uống mía xong mình về. Đem quán này về mình sưu tầm vô hũ rượu luôn. Cái sườn xương sườn nó có chút xíu. Đó, vậy đó, nó ra đó. Nó mặt nó vòng tròn luôn. À, mặt trăng. Đẹp không mấy con bự nữa.